Dù xin chào các bạn, mình là Sơn Đủ đây. Và ngày hôm nay mình sẽ không đi thi rap Việt. Nó chỉ là cái hình thôi nhưng nó không liên quan gì đến chủ đề video ngày hôm nay đâu. Hôm nay mình sơ tìm YouTube rap về Sơn Đủ. Vâng, nếu các bạn không biết thì trên YouTube ấy có một số cái kênh họ chuyên làm những cái bài rap về những YouTuber khác. Và mình cũng là một YouTuber đã được làm một cái bài như vậy. Rap về Sơn Đủ team sinh tố. Đấy, top 1 luôn. Rap về Úp Hi Ha và Sơn Đủ 3 tháng trước. Rap idol. Cái này đã ra được cái đề gần 2 tuần rồi. Nhưng bây giờ mình mới có thời gian để mình vào xem các bạn ạ. Vừa mở play lên cái mà nghe giọng của mình thì khó chịu rồi. Các bạn thấy không? Cái giọng của mình cái thời này là cái thời năm nào đây? Năm... mình không nhớ là năm bao nhiêu, 2018 hay sao, hay là 2019. Bây giờ các bạn thử quay lại những cái video này đi. Nghe cái giọng của mình hồi đấy với giọng của mình bây giờ, đảm bảo nó khác nhau một trời một vực luôn. Dù trong cái video này, cái bạn này, bạn ấy sẽ nói những sự thật gì về mình đây. Bạn ấy sẽ tôn vinh mình lên được tới cái mức nào để xem là mình có thể nghe bài này xong, mình có thể sướng đến mức là có thể lên thiên đàng, lên thiên đàng, lên thiên đàng, lên thiên đàng. Sao đây ông ấy chỉ là 2 quả bóng video. Cái mặt của mình luôn, cái mặt phèn thế, cái mặt phèn ỉa luôn á. Tại sao tôi có thể thế này được kìa? Sao trông nó lại như thế này? Rồi, nhạc dạo 20 giây luôn. Vào nhạc này. Đù, xin chào các bạn, mình là Sơn Đủ. Mình cũng nghĩ là cái câu chào của mình nó có thể đưa vào trong một bài nhạc rap với câu kiểu cái kiểu flow như vậy luôn á. mà cái câu này là cái câu mà trong video này mình cũng vừa mới chào luôn. Thưa là mình chào, câu chào mình dài lắm. Và bây giờ mình rút ngắn lại rồi, chỉ có là Đù xin chào các bạn. Xin chào tất cả các bạn, mình là Sơn Đủ đây. Đấy, chỉ có thế thôi. Rồi, bạn ấy qua cả kênh Sudan của mình, kênh game của mình để lấy hình ảnh con này. Rồi rồi, nghe lại nhá, xin lỗi các bạn, mình cắt ngắn hơi nhiều. Các bạn, mình là Sơn Đủ. Đi bằng con tim và không phàn nàn mà rất cách cơ. Cái kiên cường của anh bao phủ ở cả cơ. Đường mình mù không có kẻ thù, anh là Sơn Đủ. Sinh ra tại Hà Nội còn Hồ Chí Minh sinh sống. Nơi đây nói dễ chịu, không tính lạnh chỉ tính nóng. Tính gì anh cũng chịu và không dễ để minh lòng. Giải thích cho bạn hiểu chứ không phải. Đây là hơi vào phòng rồi đấy. Tính anh chịu công sơn, xin em 1994. Nụ cười anh nói dễ mến, người ta tưởng tuổi 20. Vâng các bạn ạ, cái gì ta, cái những cái bài rap của bạn này ấy, và mình thấy không phải chỉ bạn này đâu mà của rất nhiều bạn khác ở trên YouTube mà cũng có cái kiểu là rap về một YouTuber nào khác ấy, là thế nào cũng sẽ phải có cái đoạn là tên anh là ABC, anh sinh năm 199X, nói chung là phải có một cái câu như vậy. Okay. Bài nào cũng thế luôn ấy. Ok, nhưng mà thôi rồi, bạn này là được cái là nói đúng tên mình này, đúng năm sinh này. Rồi thế là duyệt. Mỗi tội là cái vụ 94 với tuổi 20 thì nó không vần với nhau lắm. Thôi, lại này. Anh chịu công sơn, sinh năm 1994. Nụ cười anh nói dễ mến, người ta tận tuổi 20. Làm gì anh cũng cười, những đôi lúc cười thật tươi. Dễ gần gũi và hòa đồng, đó là tính cách con người. Okay. 2016 làm YouTube về Liên Minh Huyền Thoại. Nên đầu tiên là Miss Hatch, cũng là một tên huyền thoại. Hai lai về Liên. Tên đấy không phải là Mít Hách mà nó là Mai Hách. Nó là chữ Mai. Hiểu không? Trời ơi, xin lỗi các bạn vì mình lại phải cắt ngang, nhưng mà M I N D Hách, M I N D nó đọc là Mai. Mai Hách, Hách nhão ý. Chứ không phải là Mít, không phải là đường giữa, không phải là Gia Sua. Là một tên huyền thoại. 16 làm YouTube về Liên Minh Huyền Thoại. Tên đầu tiên là Mít Hách, cũng là một tên huyền thoại. Hai lai về Liên Minh, bên về Katarina. Những video chỉ qua đa, chưa xuất hiện được Menta. Bên về Liên Minh Huyền Thoại, anh làm không biết là đến biết mình hay là khen mình nữa. Cho các bạn cùng xem những game ít chế hay là tấu hài, chỉ để dành cho trẻ em. Anh làm video hết sức mình, những thông điệp được đính kèm. Bên về Liên Minh Huyền Thoại, anh làm nhiều tờ game. Những tờ game nó giải trí. Các bạn cùng xem những game ít chế hay là tấu hài, chỉ để dành cho trẻ em. Anh làm video hết sức mình. Mình sẽ nói cái này về sau khi nghe hết bài. Không bây giờ mình nói luôn nhá. Không hiểu. Su đợt su đợt.
Các bạn có nghe được? Đi đi đi. À từ từ biết rồi. Cái tên của mình nó nghe lên đây nó khúm núm thật sự luôn ấy. Tên thành tên đầu và bắt đầu con đường mới, gia nhập thêm up lớp. À ok. Là chưa thích ở xứng đầu có dây bay và khen ngợi. Đã có hai nút bạc và nút vàng đang chờ đợi. Học vấn anh rất cao từ cấp 1 đến cấp 3. Đậu đi học trường MBT, đó là bước ngoặt mới và làm chưa thích bị chơi vai và cũng tự dính drama và xử lý rất tinh tế vì anh chính là Sơn mà. Chơi game là cho vui lúc mình chán rồi reaction. Giải trí đến cho mọi người và kể cả bản thân mình. Bộ phim mà anh thích nhất chính là Naruto. Chơi game cùng với đánh bạn, anh ngồi trên Naruto. Rắc ra tay năm, game là giải của thành phố. Anh tính đù, nói chữ đù, xem video ngồi một chậu. Những thứ gì mà mới lạ, từ kênh anh xuống bài vô. Vừa xin xong các bạn phải nhớ, đừng một từ là ái mộ. Đừng mang đến cho mọi người với những điều mà thấy nó thật nguy hiểm. Nhưng thật sự nó cần thiết, anh đi vào vấn đề chính. Và mở ra những chi tiết, những điều mà anh khám phá. Và có khi bạn chưa biết, giờ nhận sinh tố và tháng 9 2020 một ngày anh cũng lớn nhất để truyền đạt được ok em. Một ngày anh cũng vui tính và lúc nào cũng tươi cười. Đối mặt với khó khăn cần kiến thức các bạn phải nên xem. Để nhận thêm sinh tố và tháng 9 2020 một ngày anh cũng lớn nhất để truyền đạt. Là lặp lại hả? Lúc nào cũng tươi cười. Đối mặt với khó khăn cần kiến thức các bạn phải nên xem. Còn không? Ok rồi, đoạn này là đoạn nhạc dạo. Ok các bạn nhá. Mình đấy, một tầm một phút đầu mình không thể chịu nổi được. Mình phải liên tục cắt ngang cái bài này để mình có thể nói cái sự, cái cảm xúc của mình ra. Nhưng mà thôi được rồi, mình đã cố gắng để mà cho các bạn nghe hết bài này rồi. Ok. Đầu tiên nhá, đoạn này đây. Những game ức chế hay là tấu hài chỉ để dành cho trẻ em. Nhưng mà bạn ấy đưa cho một cái hình minh họa, video minh họa là cảnh mình đang khóc các bạn ạ. Đây ok, cái đoạn su đơn sơn đù rồi. Thôi mình phản ứng rồi thì khỏi đỏ nhá. Ok, chung là cơ bản là đầu thì hơi buồn cười. Mình cảm thấy hơi buồn cười tí thôi. Chứ còn về sau thì là cái chung là cái câu chuyện bạn ấy đem đến thì mình thấy cũng được. Sự là mình nghĩ rằng ấy là mình không có quá nhiều những cái thông tin mà mình kiểu công khai ở trên các mạng xã hội ấy, để cho mà bạn này có thể lấy đấy làm cái nội dung mà đưa vào trong cái bài rap. Cho nên rằng là cái cách mà bạn này rap về mình ấy, mình thấy nó cũng không khác biệt mấy so với những cái YouTuber khác. Vẫn là một cái kiểu là đầu tiên đấy, giới thiệu tên, xong đó là ngày tháng năm sinh, xong rồi là kêu là ok là đã ra quyết tâm làm YouTube, đưa những content nội dung thú vị, hấp dẫn, hài hước đến cho khán giả. Xong bắt đầu là sẽ kể về cái quá trình khởi đầu làm YouTube và làm cái gì. Cái đấy là cái mà mình thấy là bài rap nào trên YouTube và về các YouTuber là cũng có một cái kiểu gọi là nội dung, một cái công thức y chang như vậy luôn á. Nên là mình khi mình nghe bài này thì mình cũng không có quá nhiều sự bất ngờ. Nhưng mà có bất ngờ là chỗ này đã có hai nút bạc và nút vàng đang chờ đợi. Cái nút này ấy, cái nút bạc này là nằm ở trong lòng người hâm mộ nhá, trong tim người hâm mộ. Chứ ở ngoài đời là chưa có nhá. Đố các bạn tìm được một YouTuber nào ở Việt Nam này mà đến bây giờ gần được 1 triệu người đăng ký rồi mà chưa có cái nút bạc nào về nhà. Mình đố các bạn tìm được luôn. Thật sự thì ok, trước hết ấy là mình phải nói thật là mình cũng rất cảm ơn bạn TKT Official vì bạn ấy đã dành thời gian ra để mà viết cái bài rap này để mà hát tặng cho mình, để mà làm được một cái bài rap như thế này á. Tuy là mình nãy mình cũng hơi cợt nhả một tí, mình cũng có cái chỗ này chỗ kia là mình chê, nhưng mà vẫn phải công nhận rằng là nếu mà mình mà đưa vào vai trò của bạn ấy, chắc chắn là mình sẽ không làm được như bạn. Mình sẽ không thể tài nào mà viết nổi được một bài rap về một người nào đấy trong cái cuộc đời này hết. Bởi vì mình không hề có trình độ để mà rap hay là viết nhạc như bạn. Mà sản phẩm này nó viết về mình thì mình nghĩ là mình cũng có quyền để mà kiểu nói lên những cái quan điểm cá nhân của mình, đúng không? Đấy. Thế là hy vọng rằng là bạn TKT này, nếu mà sau này bạn càng ngày càng phát triển cái kỹ năng rap của mình lên ấy, thì rất hy vọng là trong tương lai thì bạn sẽ có thêm một bài phần 2 nữa tặng cho mình. Bởi vì mình thấy rằng là mình có rất nhiều thứ mình muốn nghe tiếp. Mình muốn nghe tiếp trên YouTube này những bài rap về mình các bạn ạ.
bây giờ đang là thời đại của nhạc rap thì mình tất nhiên là phải muốn có người rap về mình thôi. Nó là chuyện nhu cầu bình thường thôi, đúng không? À đấy, đây, đây, đây. Nói mình nhớ. Đâu, đâu, từ 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 từ. Đây, đây, nhân tiện luôn, đây. Cái quả này 3 tháng trước rap về Úp Hi Ha và Sơn Đủ. Ok, đây, đây, nghe luôn. Để xem là trong một bài rap là có cả Hi Ha lẫn mình thì sẽ như thế nào đây. Cái gì đây, từ từ từ. Cái này là từ cái thời thời Shin à? Ủa ơi, cái này là lâu lắm rồi nè. Thời Hi Ha mà nó còn cái dùng cái skin này là lâu lắm rồi đấy. Ok rồi. Kaiki Úp Hi Ha. Biết có vẻ rất. Tự anh là Nguyễn Thành Đạt, và xin nhóm quy đổi sự tố. Tự làm cho vui sẽ thành một công ty tài năng của anh, được các fan ủng hộ tính cách của anh vui tươi và gây gỗ, và người ta thương gọi anh là Hi Ha. Những tác phẩm đầu tiên có mức dấu vì các fan thấy anh cứ sông pha luôn cố gắng một cách tàn diện. Anh không quan tâm đến những lời than phiền, dù chưa xem nước trong thời gian gần đây, nhưng em xem anh 2018 này tập phần làm trên đường YouTuber hơn 2 triệu subscribe, là con số hiện tại. Từ một thứ không phải là ước mơ, lại được cho fan ủng hộ tương lai. Anh là ai xin tố Hi Ha? Quy tội xin tố. Anh là ai xin tố Hi Ha? Dù đương nhiên anh có chồng gái, thì anh cũng đi không sợ bất cứ ai. Anti fan thì không muốn hạ bệ, thì tôi gọi đẳng cấp ta không cùng thế. Chạy quá, chạy quá. Trời mía, mình không ngờ luôn á. Wow. Uầy uầy uầy. Từ 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 từ. Còn đâu, còn đâu, còn Hi Ha đâu. À ok, 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 ok. Cái gì đấy, sao lại lấy cái hình gì đây? Trông, cái gì đấy. Ok, đâu, từ từ, bình tĩnh. Thứ nhất nhá, mình lúc đầu mình bất ngờ một điều ấy, là cái giọng của cái bạn hát bài rap này ấy, phải nói thật sự, thật lòng là đây là giọng của một bạn nhỏ. Nghe nó đúng kiểu chất là trẻ con hát rap luôn á. Các bạn ấy hát rap mà còn bị những cái chỗ mà bị dính chữ mà nghe nó không ra luôn, ví dụ như kiểu này này. Nguyễn Thành Đạt là trưởng nhóm của biệt đội sinh tố. Đấy, không thể nghe ra là trưởng nhóm của biệt đội sinh tố. Không ra được chữ biệt đội mà lại là trưởng nhóm biệt đội sinh tố, biệt đội sinh tố. Nhưng ấy, càng về sau mình lại càng thấy là bạn này có cái kiểu viết lyrics, viết lời bài hát rất là căng luôn. Và kèm theo cả cái beat nhạc nó chạy lên ấy, là mình cực kỳ phấn khích. Tuy có một số chỗ khá là buồn cười, ví dụ như là này. Dù bạn ấy nói thẳng là ok, em không xem video của anh Hi Ha trong khoảng thời gian gần đây, nhưng mà em lại là fan của anh từ hồi xưa. Không thể hiện là mình là kiểu fan chân chính đi cùng anh từ đầu đến bây giờ, nhưng mà vẫn có thể có đủ cái sự yêu thương, yêu quý anh để mà viết được cái bài rap tặng cho anh Hi Ha đấy. Nice. Và cái câu mà khiến cho mình phải thật sự là cái đoạn này. Là ai xin tố Hi Ha, là nhân trưởng bị tội xin tố. Anh là ai xin tố Hi Ha, YouTuber Minecraft đang đổ bộ. Dù được đi anh có trông gai. Đây đây đây, đoạn này. Anti-fan thì có muốn hạ bởi thì tôi gọi đẳng cấp, ta không cùng thế hệ. Bất kinh không? Một lời đanh thép gửi đến anti-fan. Anti-fan mà có muốn hạ bệ Hi Ha thì xin lỗi, đẳng cấp ta không cùng thế hệ. Cháy. Ủa ơi, nếu mà cái đoạn sau rap về mình mà chất lượng nó mà như thế này á, thì mình phục các bạn thật. Ok được rồi, để xem ở nhà nhá. HT Mobile à, đâu xem nào. Cái gì đấy, à, cho hình mình là cái gì đấy, hình rồi đấy. I am in the sun, the đồ. I am in the sun, đồ. Wow. Em ơi, ra em ơi. Em ơi, em ở trong anh à, em ơi, ra đi em ơi. I am in the sun. Đúng rồi, đúng rồi. Là anh nó máy cool. Làm clip thì các em phải mù. Thì tất nhiên hello với đu. Đứa sân của anh là rất là thú vị. Trong cơ mọi người đó là cái nem vui. Chơi game cũng lúc mà mày. Đúng rồi mà tay anh thì gì nó cũng vui. Là thành viên có xin chú chim. Anh mà thích cái anh có bú kim. Anh coi mấy em làm được gì. Xin phê lóc của ma bước đi. Cái đầu tao hài phải dùng của thước kỳ. Tự tính toán xong cái nước đi. Mà không có xem các em có tắt đi. Anh thì cũng có thích anime. Bạn nghe xong rồi hãy khắc ghi. Chúc anh chó được nhiều sức khỏe để làm clip với tụi em nha. Anh thì cũng có thích anime. Bạn nghe xong rồi hãy khắc ghi. Chúc anh chó được nhiều sức khỏe để làm clip với tụi em nha.
tại sao cái đoạn của mình lại cho cái bạn HT Mobile này rap nhỉ? Trời ơi, đề nghị nhá, bạn Kaiki đúng không, bạn viết lại lyric cho mình nó cháy giống như viết về Hiha và hát lại cho mình, làm ơn. Mình không thể chấp nhận được cái bạn HT Mobile này nhá, nhá. I am in the sơn đồ là đã thấy có vẻ sai sai rồi. Cái gì? Lyric viết cái... tức luôn á. Làm clip thì các em phải mù. Ủa, gì vậy? Tại sao mình lại làm clip mà cho các bạn phải mù là sao? Xong rồi lại thì tất nhiên hello quá đu đu là sao? Là sao? Chúa tể lyric viết thế này không hiểu. Xong rồi thì ra chọc cười mọi người là niềm vui, ok. Chơi game cũng có lúc ma mị, có bà tay cái gì cũng vui, ok. Là thành viên của Sinh Tố Team, ok. Anh mà thích thì anh cứ bú frame. Thế tóm lại là em đang tung ra một bài rap để em diss anh, để em chửi anh, hay là em đang khen anh vậy? Hả? Lấy đến giờ toàn là chửi không à? Không thấy khen chỗ nào luôn. Mà đoạn này nhá, đoạn này mình khá tiếc. Cái độ tấu hài phải dùng cái thước ghi. Ok, thước ghi là mình đã chưa hiểu là gì rồi nhá. Nhưng mà cái này là chơi phần 3 này. Sự tính toán ở trong cái nước đi. Cái thước ghi, cái nước đi. Đấy, phần 3 nhá. Nếu mà không xem thì em cứ tắt đi. Ok, cái này là chuyển qua gọi là gần giống phần đôi. Anh thì tự đến đây. Đến đây, anh thì cũng khá thích anime. Tự dưng bây giờ lại chuyển thành vần lại vần anime. Rồi đến câu này, các bạn nghe xong thì hãy khắc ghi. Ủa, đang mình nhớ là đang cặp vần đôi y đang là thước ghi, nước đi, tắt đi, khắc ghi, tự dưng lại lòi ra cái giữa, lại cái quả anime ở giữa, tức thế chứ lị. Đúng là chất lượng của bài này ấy, nó đi rồi này. Ai Sinh Tố Hi Ha là nhân trưởng Vito Sinh Tố. Anh là ai Sinh Tố Hi Ha, YouTuber mà đang làm đổ bộ. Dù đường đi anh có trông gai, nhưng vẫn đi không sợ bất cứ ai. Anh vượt qua vũ bóng hạ bệ, ta không cùng thấy hại. Ok, mình không được lời, nhưng mà các bạn nghe thấy cái độ gắt của cái đoạn rap đấy đúng không? Còn của mình thì thôi, ok được rồi. Vì có lẽ video này chỉ nên dừng lại ở 1 phút 16 giây thôi. Nên là chỉ bài này là rap về Upiha thôi, chứ đừng có cho mình vào đây nhá. Hai YouTuber làm hai bài rap để viết về mình. Thì ok, cho dù là mình có thể hiện là hơi cợt nhả hay là hơi khó tính một tí. Vâng, thực sự không phải một tí đâu, khá là nhiều tí đấy. Thì cho dù như vậy đi thì mình vẫn rất là cảm ơn hai bạn này, cũng như những bạn nào mà đang có ý định nung nấu là muốn viết một bài rap để viết về mình. Rất cảm ơn các bạn vì các bạn đã thực sự là các bạn phải có cái tên của mình trong đầu các bạn, và các bạn có dành những cái tình cảm đặc biệt đến cho mình, thì các bạn mới có thể viết ra những cái bài rap như thế này. Để cho một người mà có thể hát về một người khác mà lại toàn là những điều tốt đẹp, thì thật sự là điều đấy mình nghĩ rằng khá là khó đấy. Không phải nhiều người trên đời này có thể làm được điều đó đâu. Mà hai bạn đã làm được rồi thì thật sự là mình thấy là ok. Rất cảm ơn các bạn, và vẫn còn rất là nhiều những cái sự tôn trọng, sự respect dành cho các bạn. Ok, thì nhưng mà thật sự là mình rất hy vọng rằng là chất lượng của các bạn, những bạn sau này có thể sẽ đẩy lên cao hơn một tí, để mình có thể tự hào vui sướng như khúc mà anh là ai Sinh Tố Hi Ha, anti fan mà muốn hạ bệ thì xin lỗi, chúng ta đẳng cấp không cùng thế hệ. Ôi trời, yeah. Cháy quá. Ok, được rồi, thôi video ngày này của mình cũng sẽ kết thúc tại đây thôi. Nếu các bạn đã xem được tôi đoạn này rồi thì đây là một video nữa mà các bạn có thể bấm vào để xem tiếp theo. Bấm vào đây đi nhá, chắc chắn là các bạn sẽ thích đấy. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Mình là Sơn Đủ và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở các video tiếp theo. Bye bye. Ghê chưa? Fast follow đỉnh nhá. Rồi, bye bye.